sống về lương của nhà nước thôi. À, vậy trước kia là mình làm nghề gì chú? Trước làm ở quân đội đặc công của quân khu 9. Dạ. Hôm nay chú Tôn đến với chương trình đó, thì chú cũng đã xem một video trong chương trình rồi, thì chú cũng đã chấm cô Hạnh. Dạ. Thì chú có xem video đó kỹ chưa? Xem kỹ. Thì chú có thể nói ra là những điểm nào của cô Hạnh đó chú hợp? Có cái điểm mà cô Hạnh nói là cổ nuôi đứa con khi mà chia tay ông xã đó, rồi nuôi thêm bà vợ chồng nữa, là tới đến khi bà vợ chồng chết mà vẫn nuôi đến tới bây giờ này mới tìm lại nửa yêu thương. Lời nói đầu tiên, Sài Gòn Go và Ngọc Diệp xin kính chào quý cô bác anh chị gần xa thân mến. Sài Gòn Go, Ngọc Diệp chào chú. Dạ chào Ngọc Diệp với Sài Gòn Go. Chú chào khán giả đi chú. Dạ. Xin kính chào toàn thể khán giả trong cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, được nhiều sức khỏe, mọi công việc thành công trong cuộc sống. Giờ chú nói lớn lớn lên con hỏi tiếp nha. Dạ. Chú cho Sài Gòn Go và Ngọc Diệp và quý vị khán giả biết là chú đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, tên gì chú? Thưa Sài Gòn Go, tôi tên thật là Nguyễn Thành Tôn, sinh 1952, ngụ tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Sinh năm 1952. Vì là chú Tôn 71 tuổi. Tôn. Chú 71 tuổi. Tôn 71 tuổi. Dạ. Rồi. Giờ trước khi vào chương trình thì tụi con nêu cái thể loại của chương trình điều lệ ra ha. Dạ. Chú Tôn có đồng ý cho Sài Gòn Go và Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh và video của mình đăng lên mạng xã hội vĩnh viễn không xóa? Dạ, đồng ý. Rồi. Chú Tôn phải chịu mọi trách nhiệm những lời nói của mình trước pháp luật. Dạ, đồng ý. Rồi, con sau này con cái của chú và kể cả bản thân chú yêu cầu Sài Gòn Go và Ngọc Diệp xóa video này là không được. Dạ, đồng ý. Rồi. Rồi chú Tôn cho tụi con biết là chú hiện tại là chú đang ở đâu chú? Ở nhà mình hay là Dạ, ở nhà mình mình. nhà mình ha? Dạ. Nhà mình có mấy người trong gia đình chú? Có thằng trai Út và hai đứa gái thì nó có ra tư riêng hết rồi, còn trai Út ở chung nó với đứa dâu đó. Chú có thể kể về bản thân của mình sau khi vợ mất hay hay sao chú? Hay là ly dị chú? Hồi đợt dịch Covid-19 thì vợ nhiễm là tôi cũng nhiễm nữa, À. ra bệnh viện nằm cấp cứu hồi sức 1 tháng rồi vợ mất. Mất mất này cũng Gần 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy rồi ha. Dạ. Trong 2 năm mấy đó là mình vẫn sống một mình hay sao chú? Dạ, vẫn sống một mình. Hiện tại là mình có làm nghề gì không chú? Tại vì con thấy là cái tuổi chú cũng lớn rồi đó. Tôi không có làm gì, bây giờ lớn tuổi thì cũng đâu làm gì, chỉ sống nghề lương của nhà nước thôi. À, Dạ. vậy trước kia là mình làm nghề gì chú? Trước làm ở quân đội đặc công của quân khu 9. Dạ. Là nay mình về hưu rồi, mình giờ hưởng lương hưu ha. Dạ. Chiều cao 1m62, nặng 73 kg. Hiện tại là chú Tôn có mấy người con rồi? 4 người con, mà hồi đợt mà chìm ghe năm 97 bão số 5 đó là Dạ. chết thằng trai lớn, thằng trai thứ hai, rồi hiện giờ còn 2 đứa con gái, 1 thằng trai. Rồi anh chị nay làm gì chú? Mấy 2 đứa con gái thì nó có mua bán quần áo may sẵn ở tại chợ á, Dạ. rồi thằng trai thì nó chạy xe mà nó cẩu 3 cọc đèn rồi đó, xe cẩu có cần cẩu tụt Dạ. ra vô nè. Rồi mấy năm nay mà khi mà vợ chú mất đó, rồi các con của chú có kêu chú đi thêm bước nữa không? Có mà tôi tại chưa tôi chưa thấy ai vừa ý hết trơn á, thôi cái chuyện của ba để ba đây, khi nào ba cần rồi ba thích rồi ba tìm anh ba thôi, rồi con khỏi lo cho ba.
Vì thấy tôi cũng buồn buồn nữa, thì nó nói chưa có ai vừa ý hết. Vậy là thường thường là vòng vòng ở nhà mình có đi đâu chơi không chú? Cũng đi chơi nhiều lắm mà thấy cái người trẻ trẻ tuổi á, dạ, thì nó lóc chốc quá à, chú cũng không thích nữa. Có quen cũng rất nhiều mà chú không có vừa ý. Nhiều người ta cũng lớn tuổi cũng có mà thấy sao nó không có hợp. Thấy gì cái hợp nó khó lắm. Nó không hợp là, dạ, là làm vợ chồng là không được. Nói thường thường chú ở nhà đó, ngoài những việc mà mình về hưu rồi mình làm những công việc gì trong gia đình chú? Nói chung mà tôi về đó chứ tôi mừng cái gì cũng được. Chẳng hạn như tôi là thợ mộc, thợ hồ, thợ hàng nhà tiền chế nè, tôi mừng tôi mới nghỉ rồi thôi. Dạ. Tại con nó không cho mừng chứ tôi cũng chưa muốn nghỉ nữa. Đồ đạc còn nhóc nhà, đồ nghề á, tôi mừng. Gạch lót sàn hay các nhà cấp 4 thì tôi làm tốt lắm. Nhưng bây giờ lớn tuổi nó không cho tôi lên cao đó là tôi, dạ, thì thấy chứ người ta cũng kêu hoài à, mà tôi thấy xiên thì đi làm. Mình có uống rượu bia hay là hút thuốc gì không chú? Dạ không, không có cái đó, là ngoài ra là không có này giờ rượu bia không. Rồi ngoài những cái giờ mà vòng vòng trong nhà rồi mình có cà phê hay gì không? Sáng có cà phê, chiều có cà phê vậy thôi. À, vậy cà thôi, phê à, thôi giờ. Chứ không có làm gì nữa hết. Không có làm gì, cái đó là còn đưa cho cháu nội với cháu ngoại nó đi học. Đó, với nấu cơm. Làm việc nhà vậy đó, giặt quần áo. Rồi. À. Hiện tại ở dưới là nhà mình ở dưới là có một căn nhà hay là mình có vườn tược gì không chú? Có căn nhà. Có căn nhà thôi hả? Có căn nhà thôi. Rồi dạ, anh chị chú đang ở với ai trong đó? Ở với thằng con trai Út. Với với đứa con dâu với hai đứa cháu nội. Ừ. Rồi sau này có một người về nữa thì nó ra sao chú? Chú có người gì nữa chẳng hạn như về vợ tôi về thì ở chung với tôi một phòng đó. À có một phòng riêng ha. Có phòng riêng có mấy lạnh rồi đàng hoàng để đó. Dạ. Vậy là ở thôi, còn nếu mà cô ấy muốn cần về lâu lâu thì lên nhà cô chơi tháng, hai tháng, hai năm gì chở gì xuống này thì năm hai năm thì chở đi chở về đó. Tôi cũng đi thường, cũng đi du lịch rồi chơi hoài, đi Thái Lan rồi Campuchia rồi là thường đi du lịch ha. Dạ. Rồi mình đi du lịch vậy là nó dạng như là mình đi theo đoàn hay là sao chú, hay là mình tự đi? Tự đi luôn. Dạ. Như Thái Lan rồi tôi ở bển cũng năm ngoài ở bển chơi vậy, chừng nào chán hay gì à. Xung quanh gần nhà mình bà con nhiều không chú? Ồ, đông lắm, nhà không có chỗ là đi nữa, chật hết trơn à, hít cái hết trơn. Rồi khi mà trước khi mà chú mà về hưu rồi đó, rồi các chú lúc trước có thường hay lại nhà mình để trò chuyện được không? Cũng có, mà phần hầu hết là khi cụ chiến binh họp mỗi tháng một lần đó thì dạ, tập trung lại đông lắm. Anh em là kể lại những cái trận đánh này, trận đánh kia rồi kể rồi ăn bánh uống nước rồi sinh hoạt rồi tháng nào cũng vậy. Vậy cũng vui ha. Dạ. Ngoài khoảng thu nhập lương hưu đó, chú Tôn còn thu nhập thêm gì nữa? Dạ không, chỉ tôi có làm mướn thì nếu mà tôi làm mướn thì nhiều tiền, làm mướn vì tôi làm nhà tiền chế này nó thu nhập khá. Nếu mà tôi lãnh mão thì chung mình một ngày thì không dưới cỡ triệu rưỡi, nằm ngay khoảng triệu rưỡi 2 triệu mình ăn thua mình lãnh mão thì có ăn. Hiện tại lương hưu mình đủ sống không chú Tôn? Cũng đủ sống. Ở lỡ tiết lộ cho con Ngọc Diệp với bạn Sàm Go biết rồi chứ ai biết đâu. Sao? Ý là chú có thể tiết lộ ra hiện tại mình lãnh lương hưu được nhiêu tháng không? Tôi bị về cái này hồi trước á, tôi lương hưu tôi về sớm, thành ra tôi lãnh cái thương binh đó mà bị tôi hồi đó đánh giặc đó nó bị gãy xương này nè, gãy xương tay á. Dạ được rồi chú. Ờ dạ, đó gãy nè, tôi lãnh lương nó không, còn cái lương hưu rồi lúc tôi về là tôi lãnh một lần một rồi, lãnh một cục. Dạ. Rồi đó, bây giờ chỉ lãnh cái lương thương binh thì cỡ 5 triệu mấy, 6 triệu vậy. Với 5 triệu, 6 triệu thì chú Thôn sống thì vẫn ổn rồi đó. Nếu như thêm dạ, cô đó về nữa thì có đủ lo cho cô không chú? Đủ dư sức đâu có gì, lo bình thường thôi.
con cái nó mình cũng cũng có do tiền bạc cũng vô được mua bán thì là con nó mình cũng nhiều, không có thiếu thốn gì cả. Hôm nay chú Tôn đến với chương trình đó, thì chú cũng đã xem một video trong chương trình rồi, thì chú cũng đã chấm cô Hạnh. Dạ. Thì chú có xem video đó kỹ chưa? Xem kỹ. Thì chú có thể nói ra là những điểm nào của cô Hạnh đó chú hợp? Có cái điểm mà cô Hạnh nói là cổ nuôi đứa con khi mà chia tay ông xã đó, rồi nuôi thêm bà vợ chồng nữa, là tới đến khi bà vợ chồng chết mà vẫn nuôi đến tới bây giờ này mới tìm lại nửa yêu thương là quá trời hay. Người đàn bà như là quá tốt, nghĩ vậy là tôi thích. Thích với cái nữa là cô biết thương người, biết đi từ thiện này kia đó, thì cái đó là ngay trên cái điểm của tôi nữa. Rồi bây giờ theo chú nè, ví dụ như sau này mà chú muốn cô Hạnh đến với chú á, thì chú muốn là cô Hạnh về với chú hay là chú về với cô Hạnh? Sao cũng được hết, sao còn tôi em đi thì với cô Hạnh cũng được, mà cô Hạnh về nhà tôi sống với tôi cũng được. Giờ cô Hạnh về với chú rồi, chú sắp xếp cho cô Hạnh làm cái gì trong gia đình? Ở nhà thì đâu có làm gì, chỉ nấu cơm ăn rồi thôi, chứ không làm gì hết. Không làm gì, giặt quần áo thì có máy giặt đó, bấm nút rồi đem cà phê, chỉ quét dọn rửa chén rồi ăn cơm thì nhà ai cũng vậy đó. Dạ. Còn tôi cái vấn đề nhà, bếp nút thì tôi làm ngon lành lắm. Dạ, vậy là làm đồ ăn thì ngon ha. Hết sảy cô Hạnh có khi khỏi gỡ tay vô luôn nữa. Rồi khi hồi cô Hạnh đồng ý rồi, chú có làm gì ra mắt không? Có dẫn về và làm ra mắt? Muốn làm thì làm, cái đó thì sao nữa, nếu nữa mình hỏi cô Hạnh coi nếu chịu thì làm chứ đâu có gì. Thôi mà làm đi cho hai cháu ké luôn. Này làm chắc là cụ chứng minh lại nhiều lắm đây. Cụ chứng minh đi đâu. Rồi thường thường ở trong cuộc sống á, lúc trước là mình đi về bên quân khu á, mình có ưu điểm khuyết điểm gì không chú? Nói chung là không có cái gì khuyết điểm, thì ưu điểm thì nó cũng không cao, bởi vì bây giờ cái trong nhà thì mình mần công việc nó như vậy đó. Chỉ tôi có cái hơi khuyết điểm là ngủ có ngáy thôi, coi nhiêu đó. Ngủ ngáy ha. Ngủ ngáy á. Chắc mệt quá hay sao ha? Hả? Chú, mệt quá hay là nó quen rồi chú? Cái đó sao mình không nghe, mà hồi vợ còn sống đó thì nó nói ông ngủ sao ông ngáy quá à. Tôi là ngáy đâu ngáy, tôi đâu có nghe đâu. Ông ngủ mà nghe gì? Thật sự mình không có nghe. Nói thì ngáy, tôi nói theo đi chứ tôi cũng không nghe tôi ngáy nữa. Như chú Tôn nói là đã chấm cô Hạnh rồi, rồi chú có mở rộng ra không? Ví dụ như là duyên chưa đến với cô Hạnh á, là chú có mở rộng ra người khác nữa không? Hay là chỉ chấm cô Hạnh thôi? Chắc không đâu chú, nếu cô Hạnh này được thì tôi chấm cô Hạnh, chứ còn không ở gì chắc ở gì luôn. Nếu như chú Tôn đã nói vậy rồi thì chú cũng đã xem video rồi. Thì giờ chú có những lời gì gửi đến cô Hạnh đi, rồi chú cháu mình kết thúc ha. Bởi vì chú cũng đã chấm một mình cô Hạnh không à. Dạ. Nên cháu cũng không có gì để hỏi. Dạ. Giờ chú gửi những lời gì đó cho cô Hạnh, để cô Hạnh lúc xem cái video này cô Hạnh hiểu chú hơn. Xin chào cô Hạnh, tôi đến đây là muốn kết nối yêu thương mà, thì tôi có coi lên cái video của cô lên nói chuyện thì tôi thấy cô đó có cái cảm tình đó, thành thử ra tôi tìm cho bằng được. Nếu cô Hạnh có thấy tôi mà vừa ý thì cô Hạnh cho tôi một cái cơ hội để tiến tới xa hơn. Chúc cô Hạnh mạnh giỏi, thành công trong cuộc sống. Rồi thì bây giờ chú đã có một người chú chọn rồi. Giờ tụi con không biết hỏi gì. Giờ để kết thúc video sớm thì giờ chú chào khán giả để mình kết thúc video chú. Tôi xin chào Sài Gòn Go, tất cả khán giả trong nước và ngoài nước, cộng đồng mạng được nhiều sức khỏe. Thì để kết thúc chương trình thì Sài Gòn Go và Ngọc Diệp cũng rất là vui khi được gặp chú đến đây để giao lưu và trò chuyện với tụi cháu. Thì tụi cháu cũng kết thúc video tại đây. Chúc cho bà con cô bác gần xa buổi chiều thật an lành. Và chào chú. Chúc chú được như ý nguyện nha. Yeah.